Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1200 đến chấp 1203, chương 1445 đến 1449. Ba vạn năm đã qua, một vòng lặp mới lại bắt đầu, Lục Châu nói. Cũng là kỳ ngộ mới, mà hạt sống thái hư chính là điểm mấu chốt. Lục Ngô phụ họa, dưới sự ràng buộc của thiên địa và tư tưởng tham lam tự tư tự lợi đáng buồn của nhân loại, hiện tượng này sẽ không chấm dứt. Lục Châu gật đầu. Việc này rất dễ lý giải, Kỳ thực Kim Liên giới cũng là như thế. Chẳng hạn như vị tu hành giả đạt tới cảnh giới bát diệp đầu tiên, vì thiên địa ràng buộc mà không cách nào tiến vào cửu diệp. Sau đó những thế giới có tu vi cao hơn như Hồng Liên giới bị đè ép ở cảnh giới thập diệp sẽ áp dụng kế hoạch nuôi nhốt, dẫn đến người Kim Liên giới càng không thể xoay mình. Nói đến đây, Lục Châu ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng hiểu được mấy thứ này? Lục Ngô phức tạp nhìn hắn, đây vốn là thứ ngươi nói cho bản hoàng. Lục Chân Nhân, thấy bản hoàng phối hợp với ngươi tốt không? không phải chân nhân nào cũng được bản hoàng nịnh hót đâu nha nói xong lục ngô đứng thẳng người dậy vừa định xoay người rời đi chư hồng cộng bỗng từ xa bay tới trên mặt mang theo ý cười lục ngô nhìn chằm chằm hắn đây không phải là vị trí tôn tương lai đã bị bản hoàng búng cho một chảo sao phải xin lỗi ngay mới được để hắn quên đi chuyên lúc nãy lục ngô liền cúi thấp đầu vừa định mở miệng chư hồng cộng bỗng nhiên bay về phía cự chảo của lục ngô vỗ vỗ vào móng nó nói vừa rồi ta có cấn đau ngươi không? Lục ngô tròn mắt. Không có. Lục ngô nhấc chân lui lại, cảnh giác nhìn chư hồng cộng. Không có thì tốt rồi. Chư hồng cộng lại bay tới trước mặt lục châu, song trường hợp lại dơ cao quá đỉnh đầu, lăng không quỳ lại, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục ngô ngây ngốc. Lục châu đã quá quen với trò vỗ mông ngựa của hắn, không hề kinh ngạc đáp, nơi này không có việc của người. Chư hồng cộng cười nói, sư phụ, mấy ngày không gặp như cách ba thu, Người càng lúc càng uy phong, càng có khí khái nam nhân. Nói chuyện chính. Đồ Nhi muốn ở lại Ma Thiên Các. Vậy thì ở lại, Lục Châu nói. Chư Hồng Cộng nghe vậy mừng rỡ nói, vậy bên phía nhị sư huynh Đồ Nhi nên giải thích thế nào? Việc này còn phải hỏi. Lục Châu nhíu mày nói, lớn nhỏ có thứ tự, nếu vi sư không ở đây, đương nhiên phải nghe lời sư huynh ngươi. Buồn 5 phút, biết thế không hỏi cho rồi. Lui xuống đi. Vâng, Trư Hồng Cộng cung kính, ủ rũ xoay người rời đi. Lục Châu ngẩng đầu nói với Lục Ngô, còn một vấn đề. Trong trận chiến ở kiếm Bắc quan, làm sao ngươi biết tin tức về đoan mộc sinh? Lục Ngô ngạo nghễ đáp. Nhân loại xấu xa không xứng hợp tác với bản hoàng. Hắn tốn 3 năm mới tìm được bản hoàng, mở ra đại trận còn sót lại từ thời thượng cổ. Bản hoàng nhờ vậy đánh hơi được khí tức của thiếu chủ, nên tương kế tự kế. Nó dừng lại một lát rồi nói, kỳ quái, Bản hoàng lại không cảm giác được khí tức Thái Hư trên người thiếu chủ. Lục Châu nói, là một loại ẩn tàng khí tức mà thôi. Việc này cũng cho Lục Châu một lời cảnh cáo. Lực lượng suy bại làm bại lộ khí tức hạt giống Thái Hư trên người Đoan Mộc Sinh, chứng tỏ thủ đoạn ẩn tàng của bọn hắn chưa đủ cao minh. Thú hoàng Lục Ngô nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại tinh danh đến mức thiết kế được Hắc Hoàng, có thể nói là ngoài dự kiến. Việc này không trách được Hắc Hoàng ngu xuẩn, mà là tư duy của người và hung thú khác biệt. Nhân loại so đo được mất cân nhắc lợi ích, lo trước lo sau, nhất là vua của một nước như Hắc Hoàng. Nhưng Lục Ngô thì không như thế, trong mắt của nó chỉ quan tâm đến một thứ, đoàn mộc sinh. Về việc hung thú hay nhân loại chết đi vô số thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Tới lượt bản hoàng. Lục Ngô hồ nghi nhìn Lục Châu, cảm nhận sinh mệnh khí tức nồng đậm trên người hắn, Lục chân Nhân làm sao sống qua 30.000 năm tuế nguyệt. Lục Châu lười giải thích với nó. Sau khi vượt qua hai mệnh quan, khai một mệnh cách sẽ tăng thêm 3.000 năm thọ mệnh, như vậy vượt qua 3 mệnh quan sẽ có 29.600 năm tuổi thọ. Đương nhiên đây chỉ là con số ước lượng, luôn có người sống lâu hơn hoặc ngắn hơn một chút, nhưng sẽ không xê xích quá lớn. Bây giờ đã hơn 3 vạn năm trôi qua, chân nhân năm đó hoặc là đã đột phá, hoặc là đã chết rồi, hoặc là đã bị người trong thái hư bắt đi. Quả nhiên ngươi đã tấn thăng, lục ngô gật đầu nói. Nhưng mà trong bí ẩn chi địa, lực lượng của ngươi có vẻ yếu. Lục Ngô hồi tưởng lại lúc đánh nhau với Lục Châu. Đây không phải là lực lượng nên có của một vị chân nhân. Chỉ có lúc đánh giết liệp đội U Linh là tạm tạm. Lục Châu nghi hoặc hỏi, đạo là lực lượng gì? Lục Ngô thấy phiền thiệt đó, lười phải phối hợp diễn trò quá. Ngươi biết rõ hơn ta. Kỳ thực Lục Châu còn phiền hơn cả Lục Ngô. Ta biết cái bíp, nhưng hắn không hề biểu hiện ra ngoài. Lục Châu cũng rất nghi hoặc cho dù hiện tượng đứt gãy thật sự tồn tại thì những bậc tiên hiền kia ít nhất cũng nên để lại chút bí tịch hoặc các loại tâm đắc tu hành để trợ giúp đời sau chứ. Nhưng sự thật chính là ngoài phương pháp tu hành cấp thấp ra và bí tịch giới thiệu các loại hung thú thì người đời sau chả biết cái gì. Lục Châu không có ý định tiếp tục hỏi Lục Ngô. Hung thú trung quy vẫn là hung thú, qua khó câu thông. Nếu có một vị chân nhân nguyện cùng lão phu soi đèn trò chuyện suốt đêm thì tốt biết bao. Chân nhân, Lục Châu lại nhớ tới Lục Thiên Sơn. Lục gia hẳn là sẽ lưu lại một chút vết tích chứ nhỉ. Nghĩ tới đây, Lục Châu quyết định về Lục gia một chuyến. Lục chân nhân, những hạt giống thái hư khác ngươi giấu ở đâu thế? Lục ngô nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Lục Châu cố ý nhại lại lời nó. Cho bản hoàng xem một chút được không? Trước mắt còn chưa đủ sao. Lục ngô, nếu ngươi cảm thấy lão phu lừa ngươi thì có thể rời đi. Lão phu phá lệ cho phép ngươi thoát ly ma thiên các. Chơi lớn rồi, Lục Ngô vội vàng lắc đầu. Bản Hoàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nào có ý lật lọng. Cho tới bây giờ Lục Ngô đã gặp qua sáu đồ đệ, Diệp Thiên Tâm, Hải Loa, Diên Nhi, Trư Hồng Cộng, Trư Nguyệt, Đoan Mộc Sinh, trong đó nó đã nhìn thấy ba người có khí tức hạt sống thái hư. Ba người cũng đủ rồi. Dù tất cả những người còn lại đều là giả thì vẫn có thể chứng minh Ma Thiên Các rất có tiềm lực. Có thể lấy được toàn bộ hạt sống từ trong tay nhiều cao thủ như thế, lão tặc này có thủ đoạn thông thiên. Có lẽ một ngày nào đó, nó có thể dựa vào Ma Thiên Các để tìm tới Đoan Mộc chân nhân. Lục Ngô lại nói, vậy có thể nói cho bản hoàng biết ngươi làm sao thu hoạch được vật này không? Dựa vào kế hoạch Thái hư, Lục Châu tùy tiện bịa đặt một cái cớ. Lục Ngô gật gù, rất có lý. Nói lời thật ngươi không tin, vừa bịa phát ngươi tin sái cổ. Lão phu hơi hối hận vì đã thu ngươi vào Ma Thiên Các nha, hiện tại trả hàng lại còn kịp không? Nhân loại đúng là rất may mắn. Kế hoạch thái hư áp dụng nhiều lần như vậy cuối cùng lại thành công vào thời điểm mấu chốt nhất. Lục Ngô thở dài không thôi. Lục Châu không nói lời nào. Cơ Thiên Đạo có tu vi chưa tới cửu diệp, muốn lấy được toàn bộ hạt giống thái hư tất phải có thủ đoạn đặc biệt. Hung thú cũng tìm kiếm hạt giống thái hư, Lục Châu hỏi. Lục Ngô cúi đầu nhìn Lục Châu như đang nhìn đồ đần, sau đó nó gật đầu xác nhận. Nhân loại lợi dụng hạt giống để nghịch thiên cải mệnh, hung thú cần hạt giống để làm gì? hung thú đương nhiên cũng muốn nghịch thiên cải mệnh lục ngô nói hung thú cũng bị thiên địa ràng buộc sao lục châu nghi hoặc hỏi trong thế gian này không có bất kỳ sinh mệnh nào thoát được ràng buộc của thiên địa rất nhiều chuyện càng tìm hiểu càng tiếp cận chân tướng sẽ càng nhận ra mình vô tri ngươi có từng đi qua vô tận hải chưa lục châu hỏi lục ngô nhớ lại rồi đáp năm đó ta đã cùng đoan mộc chân nhân vượt qua vô tận hải nhưng bản hoàng không am hiểu phi hành không đi được xa có gặp côn bằng không? Đại ngư, lục ngô tròn mắt hỏi. Lục châu gật đầu nhìn nó. Đừng trêu chọc nó. Lục ngô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp. Ngày mai bản hoàng muốn đưa thiếu chủ rời đi. Soạt, giữa sườn núi Kim Đình Sơn truyền tới động tĩnh. Lỗ tai lục ngô giật giật, ánh mắt quét qua, kinh ngạc nói, bệ ngạn. Hung thú đang nằm trong rừng nghỉ ngơi chính là bệ ngạn. Thừa dịp nó còn nhỏ yếu, bản hoàng muốn ăn thịt nó lục ngô lập tức tỉnh táo tinh thần không hề suy nghĩ xem tại sao bị ngạn lại xuất hiện ở chỗ này đó là tọa kỵ của lão phu lục châu nói tọa kỵ như vậy lão phu còn có rất nhiều lục châu thản nhiên gọi bạch trạch không bao lâu sau bạch trạch đạp bước trên mây lướt tới quanh quẩn trên bầu trời ma thiên cát vừa nhìn thấy bạch trạch lục ngô lập tức co rụt về sau một bước không ngờ lục chân nhân lại có thủ đoạn cỡ này có chết bản hoàng cũng phải ôm bắp đùi ma thiên các. Cùng lúc đó, trong nam các, đoan mộc sinh đã tỉnh lại một lúc lâu, đầu óc mơ hồ như vừa mơ một giấc thật dài. Hắn nhìn căn phòng và cảnh vật quen thuộc xung quanh, sững sờ hết nửa ngày. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Tam sư huynh. Chư hồng cộng từ bên ngoài đi vào, tươi cười chào hỏi. Huynh không sao chứ? Ta không sao. Đoan mộc sinh tự nhéo mình một cái, sau đó nhìn ấn ký tử long trên cổ tay, khó lòng tin nổi. Lát sau hắn mới quay sang hỏi chư hồng cộng, bát sư đệ, trước đó đệ đi đâu? Đệ đến hoàng liên giới, sống cũng tạm ổn. Chư hồng cộng đáp. Ngã một lần đã khôn ra, lần này kiểu gì hắn cũng phải khiêm tốn một chút. Không gặp chuyện gì nguy hiểm chứ? Đoan mục sinh hỏi thăm. Không chỉ không gặp nguy hiểm mà tu vi còn tăng vọt. Chư hồng cộng cười nói, huynh xem. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa pháp thân cỡ nhỏ, sau lưng là kim hoàn với 11 mảnh kim diệp sáng lấp lánh. Thập nhất diệp. Đoan Mộc Sinh nói, "Chúc mừng bát sư đệ." Nhị sư huynh nói, "Chỉ cần biết cách phát huy, tu vi của đệ có thể tương đương với thiên giới bà sa từ 4 mệnh cách đến 6 mệnh cách." Chư Hồng Cộng vui vẻ khoe khoang. Đoan Mộc Sinh không khỏi thở dài một tiếng, "Hầy, mọi người đều đã trở nên rất mạnh, chỉ có ta là dậm chân tại chỗ." Chư Hồng Cộng thu hồi pháp thân, ngượng ngùng gãi đầu có công mài sắt có ngày nên kim, sư phụ nói sớm muộn gì huynh cũng có thành tựu. Sư phụ thật sự nói như vậy, thật mà, đừng ăn ủi ta. Đoan mộc sinh cầm bá vương thương lên, cảm giác quen thuộc truyền vào lòng bàn tay, đi luyện tập với ta nào. Đừng, chư hồng cộng xua tay, tam sư huynh đúng là si mê luyện thương, vừa tỉnh lại đã muốn luyện. Huống hồ gì, để là thập nhất diệp, luyện với huynh cũng rất khó gia tăng kỹ năng thực chiến. Ách, tam sư huynh, để không có ý đó. Thấy thần sắc Đoan Mộc Sinh uể oải, Chư Hồng Cộng ý thức được mình nói sai rồi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, "Đoan Mộc Sinh, sư phụ." Đoan Mộc Sinh cầm bá vương thương rời khỏi Nam Các. Trên không trung, Lục Ngô cúi thấp đầu nhìn Đoan Mộc Sinh. Lục Châu Lăng không đứng bên cạnh nó, nhận ra độ trung thành của Đoan Mộc Sinh lại khôi phục thành 80%. "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Đoan Mộc Sinh hành lễ. Chư Hồng Cộng cũng khom người hành lễ. Lục Châu nói, Vi sư vốn định thay ngươi ra quyết định này, nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh, vậy ngươi hãy tự mình quyết định. Hắn nhìn thoáng qua Lục Ngô, tiếp tục nói: "Trong cơ thể ngươi có lực lượng suy bại, cũng có tinh khí của Lục Ngô, lại thêm hạt sống thái hư. Tu vi hiện tại của ngươi ít nhất là thiên giới bà sa ba mệnh cách. Chưa hồng cộng tròn mắt. Nguy hiểm thật. Nhưng mà vẫn chưa đủ." Lục Châu hạ thấp xuống nói: "Ngươi đã nhập ma, phương thức tu hành bình thường không thích hợp với ngươi." khi lực lượng suy bại hoàn toàn dung hợp với thân thể việc tu hành của ngươi sẽ có tiến triển tốt ma đoan mộc sinh suy nghĩ đến xuất thần kỳ thật hắn không để ý mình là ma hay không chỉ cần không ảnh hưởng đến bản tâm không làm mất đi trái tim truy cầu tu đạo của hắn thì dù là chính hay ma cũng không quan trọng việc ma thiên các mang cái danh ma đầu suốt mấy trăm năm cũng chẳng có đồ đệ nào thèm để ý nhưng lần này không giống lần nhập ma này đoan mộc sinh cảm giác được bản thân mình đã lạc lối muốn hoàn toàn dung hợp chúng, ngươi cần phải sinh hoạt trong bí ẩn chi địa. Mà ở đó, chỉ có lục ngô mới giúp được ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, vi sư sẽ khu trừ toàn bộ lực lượng suy bại ra khỏi cơ thể ngươi. Nói xong, lục châu và lục ngô đồng thời nhìn đoan mộc sinh, chờ hắn ra quyết định. Chư Hồng Cộng cố nén nội tâm kinh ngạc, xoay sang nói với đoan mộc sinh. Tam sư huynh, để cảm thấy lưu lại ở ma thiên các vẫn tốt hơn, bí ẩn chi địa quá hung hiểm, bất cẩn một chút sẽ bị ăn thịt đó, Huynh ở lại đây đi. Đoan Mộc Sinh do dự, nếu đổi lại là chư Hồng Cộng thì hắn sẽ lưu lại ngay lập tức. Ngươi đang do dự cái gì?" Lục Châu hỏi. "Sư phụ, nhập ma rồi, Đồ Nhi có còn là Đồ Nhi không?" Đoan Mộc Sinh hỏi. Lục Ngô ngẩng đầu hú dài một tiếng, tiếng hú chấn động thiên địa khiến đám người trong Ma Thiên Các đều run lên. "Ngươi vẫn luôn là ngươi, nhưng lực lượng suy bại có thể kích hoạt huyết mạch tộc Đoan Mộc, trở thành một phần lực lượng của ngươi. Đương nhiên nếu ngươi là kẻ có ý chí yếu kém thì cứ xem như bản hoàng chưa nói gì lục ngô kiêu ngạo nói bản hoàng ghét nhất những kẻ nhát gan khiếp nhược chư hồng cộng ngẩng đầu hình như mình đang bị mắng a à. lục ngô nhìn thoáng qua chư hồng cộng vội vàng sửa lời ít nhất hậu đại của đoan mộc chân nhân cũng phải là một nam tử đầu đội trời chân đạp đất nó le lén liếc nhìn tên mập trí tôn tương lai kia hẳn là sẽ không ghi hận nó nhỉ đoan mộc sinh cắm bá vương thương xuống đất Quỳ gối nói, sư phụ, đồ nhi muốn thử một lần. Nghĩ kỹ rồi, Lục Châu không hề kinh ngạc hỏi. Đã nghĩ kỹ, cho dù con đường phía trước đầy trong gai, nhưng việc tu hành trên thế gian này chưa bao giờ là bằng phẳng. Không vượt trong gai, không chịu khảo nghiệm thì làm sao tu thành đại đạo? Mong sư phụ đáp ứng, đoan mục sinh nói. Lục Châu gật đầu, vậy thì đi đi. Lục Châu nâng tay, bá vương thương dưới đất bay vào lòng bàn tay hắn sáng sớm mai đến lấy bá vương thương rồi hãy đi. Vâng. Tối hôm đó, Lục Châu dùng ba viên hỏa linh thạch và một tấm luyện hóa phù để đề thăng bá vương thương lên hồng cấp. Sáng hôm sau, chúng đệ tử Ma Thiên Các đã chờ đợi ở bên ngoài. Lục Ngô kỳ thực đã hơi nóng này. Nó ở lại kim liên giới quá lâu sẽ dễ gây chú ý, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trong đông các, đoan mộc sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, quỳ trên mặt đất chờ sư phụ ra. Đáng tiếc hắn đã quỳ nửa canh giờ vẫn không thấy sư phụ đâu. Ẩm. Đại môn Đông Các đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi tới, bá vương thương nhanh như thiểm điện bay ra ngoài, ghim thẳng xuống trước mặt Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh cả kinh nhìn bá vương thương lập lòe quang hoa, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Đi đi." Giọng Lục Châu từ trong phòng truyền ra. Đoan Mộc Sinh sốc lại tâm tình, cầm lấy bá vương thương đặt ngang trước mặt rồi dập đầu ba cái về phía Đông Các. Hắn không nói gì thêm, đạp không rời đi bay lên lưng lục ngô. Tam sư huynh, bảo trọng, Diệp Thiên Tâm nói. Tam tiên sinh, chúng ta chờ ngài trở về. Đám người nhao nhao nói lời cáo biệt. Đoan mục sinh ôm quyền nói với mọi người, bảo trọng. Lục ngô quay đầu nhìn về phía đông các, nói, lục chân nhân, cẩn thận phía đối diện phái người tới. Nói xong, bốn vó nó đạp mạnh, toàn thân như một ngọn núi bay vọt tới chân trời. Qua mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Trạng vạng tối tại Đông Các. Lục Châu kiểm tra lại thể đạo cụ, hiện hắn chỉ còn một tấm một kích trí mạng phổ thông, đỡ đòn trí mạng, thể dịch dung và thể phân giải. Xem ra phải tích lũy thêm át chủ bài mới được. Đúng như lời Lục Ngô nói, lần này tiến vào bí ẩn chi địa đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Người thanh liên giới hẳn sẽ phái người điều tra. Cao thủ cấp chân nhân bị luật cân bằng ước thúc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết phái cao thủ khác lẻn vào kim liên giới. Hơn nữa thanh liên giới hẳn là có phù văn thông đạo đến đây tần chân nhân và diệp chân nhân hình như đều thành kẻ địch của lão phu rồi lục châu lắc đầu hắn mua 3 tấm miễn dịch sát thương và một tấm thẻ kết hợp hao tổn 136.000 điểm công đức hiện tại tấm thẻ này còn phát huy tác dụng tốt một khi gặp phải cường giả 17 18 mệnh cách một kích trí mạng bản cường hóa không thích hợp sử dụng chỉ có miễn dịch sát thương bản cường hóa là có thể dùng để chạy trốn đáng tiếc chỉ được sử dụng 3 lần lục châu đã dùng hết hai lần chỉ còn lại một cơ hội nữa để làm vô địch trong 10 phút. Những lực lượng này từ đâu đến? Nếu pháp tắc bảo toàn là thật, vậy toàn bộ năng lượng trên thế gian đều có điểm khởi nguồn. Như vậy hệ thống phát triển độc lập hay có liên quan đến những năng lượng này? Chân nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đạo là gì? Rất nhiều nghi vấn cần phải giải đáp. Lục Châu quan sát một tấm thẻ nghịch chuyển, tu hành giả thông qua việc tu hành để phá vỡ trói buộc, gia tăng thọ mệnh, nhưng cũng chỉ là gia tăng mà thôi cho dù tu hành giới có tồn tại những bí pháp cải lão hoàn đồng thì từ đầu đến cuối vẫn không phải là nghịch chuyển. Chẳng lẽ cái gọi là đạo chính là lực lượng trưởng khống thời gian? Vậy thì quá khoa trương rồi, không thể nào. Lục Châu thu hồi thẻ nghịch chuyển, không nghĩ đến những vấn đề này nữa. Hắn gọi ra làm pháp thân. Bắt pháp vận thông, tấn thăng cảnh giới tiếp theo tiêu hao 3.500 năm. Hiện tại Lục Châu có hơn 8.000 năm thọ mệnh, có thể tấn thăng. Trước kia lĩnh hội thiên thư để tu hành, bây giờ chỉ cần giải quyết vấn đề thọ mệnh là Lam Pháp Thân đã có thể tấn thăng. Có điều, hẳn là khi Pháp Thân đạt tới cảnh giới nhất định, vẫn phải tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Tấn thăng, trên bầu trời ma thiên các, năng lượng sinh cơ hội tụ. Đám đệ tử đều đã quen thuộc, chỉ nhìn một cái rồi thôi. Sáng hôm sau, quá trình tấn thăng đã hoàn thành. Lục Châu có thể cảm giác được thái huyền chi lực lại nhiều lên một chút. Cửu chuyển âm dương, tấn thăng cấp tiếp theo cần tiêu hao 5.000 năm. Hiện tại Lục Châu còn hơn 5.200 năm thọ mệnh, cộng thêm thẻ nghịch chuyển cũng không còn được bao nhiêu. Chờ một chút thì hơn. Lục Châu thu hồi làm pháp thân, quyết định rút thưởng một đợt. Rút thưởng. Tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, cảm ơn ký chủ đã tham gia rút thưởng, điểm may mắn cộng một. Lục Châu liên tục rút 100 lần, tất cả đều xịt. Xem ra xác suất trúng thưởng càng ngày càng thấp. Trước kia còn có thể rút thưởng mỗi ngày, hiện tại hắn chẳng còn bao nhiêu hứng thú với việc này rút thưởng. Tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, tiêu hao 210 điểm may mắn, thu hoạch được thẻ ẩn tàng nhân năm. Thẻ ẩn tàng, có thể ẩn tàng khí tức và màu sắc của Lam Pháp Thân, mỗi lần sử dụng duy trì được trong 5 ngày. Kỳ thật cho dù không có thẻ ẩn tàng, Lục Châu cũng có biện pháp khác để ẩn tàng khí tức. Về phần màu sắc cũng không quan trọng, cơ bản hắn chẳng bao giờ cần phải gọi Lam Pháp Thân ra. Chúng thưởng cũng tốt, chỉ tiếc là tiếc 210 điểm may mắn mà thôi. Rút thưởng. Tinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch được thẻ nghịch chuyển nhân năm. Những lần sau đó đều là cảm ơn đã tham gia rút thưởng. Lục Châu không tiếp tục rút thưởng nữa mà sử dụng Thái Huyền chi lực quan sát Đoan Mộc Sinh, phát hiện hắn và Lục Ngô đã trở về Nguyệt Quang Lâm Địa mới yên lòng. Nhớ lại trong Nguyệt Quang Lâm Địa nhặt được một phần thiên thư khai quyển thượng, Lục Châu tự hỏi, nửa phần còn lại rốt cuộc đang ở đâu? Đến giữa trưa, Lục Châu mang theo Diệp Thiên Tâm, Trư Hồng Cộng, Diên Nhi và Hải Loa trở về kinh đô Hồng Liên giới thông qua phủ văn thông đạo. Diệp Thiên Tâm muốn cùng Tư Vô Nhai nghiên cứu việc đưa thừa hoàng qua phủ Văn Thông đạo nên rời đi trước. Diên Nhi và Hải Loa như hình với bóng, vừa đến hoàng thành đã kiếm chỗ đi chơi. Chỉ có Trư Hồng Cộng vẫn tò tò theo sau Lục Châu. Có việc gì mà đi theo vi sư? Lục Châu nghi ngờ hỏi. Không, không có việc gì. Đồ Nhi thấy sư phụ bận rộn quá nên đi theo giúp đỡ một tay thôi. Con ngươi Trư Hồng Cộng đảo một vòng, cười hắc hắc nói, Đồ Nhi làm tùy tùng cho sư phụ nha. Không cần, Lui xuống đi. Lục Châu phất tay áo, tiến vào dưỡng sinh điện. Sư phụ thật vô tình. Buồn dầu hà. Chư Hồng Cộng ủy khuất xoay người rời đi, chợt thấy Mạnh Trường Đông đang nhanh chân đi tới. Còn chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Trường Đông đã nói, bát tiên sinh, ta đang có việc tìm ngài. Chư Hồng Cộng cuồng hỉ, vội hỏi, chuyện gì? Mau nói đi, ta rảnh rỗi sắp điên lên rồi nè. Nhị tiên sinh và tứ tiên sinh mấy hôm nay đều đợi ngài ở diễn võ trường, dặn ta mà gặp ngài thì bảo ngài đến đó ngay lập tức. Mạnh Trường Đông nói. Chư Hồng Cộng tròn mắt. Bát tiên sinh, ngài làm sao thế? Chư Hồng Cộng rũ người, hai mắt vô thần, uể oải đi về phía diễn võ trường. Kiếp này coi như bỏ. Mạnh Trường Đông tiến vào dưỡng sinh điện, bẩm báo với Lục Châu những chuyện xảy ra trong thời gian này. Nhưng đều không phải là chuyện quan trọng, Lục Châu bèn ngắt lời hắn. Sau này mấy việc đó cứ để Tư Vô Nhai và Lý Vân Tranh tự mình xử lý, không cần phải báo cáo với bản tọa. Vâng, gần đây có tin tức của Tiêu Vân Hòa không? Khoảng thời gian này Tiêu Tháp chủ chuyên tâm chuẩn bị quyết chiến với Hạ Tranh Vanh, mấy ngày nữa hẳn là có kết quả. Nếu nhận được tin tức, thuộc hạ sẽ báo cáo với các chủ ngay. Lục Châu gật đầu. Gọi Lục Thiên Sơn tới. Vâng, từ sau khi Hắc Hoàng trở mặt, Lục Thiên Sơn dẫn theo cả nhà trốn đến đại đường. Hắc Hoàng chết, hắn cũng không trở về Hắc Liên mà quyết định ở lại ôm chặt đùi Ma Thiên Các vừa nghe được Lục Châu gọi mình, Lục Thiên Sơn vội vàng chạy tới dưỡng sinh điện. Bái kiến Lục tiền bối. Ngồi đi, Lục Châu tùy ý chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Ta, ta đứng thì hơn. Lục Thiên Sơn luôn cảm thấy mình đang đối mặt với tổ tông, cứ lung tung thế nào. Lục Châu nói thẳng vào điểm chính, Lão Phu tìm ngươi đến là muốn hỏi một chút về chuyện của Lục Thiên Thông. Tiên tổ của Lục Gia Ta. Lục Thiên Thông sinh ra vào 30.000 năm trước, đạt tới cảnh giới chân nhân, cũng chính là vượt qua ba mệnh quan. Hắn dùng thủ đoạn kinh thế hãi tục trấn áp thiên hạ, tạo ra thái bình thịnh thế. Nhân vật như vậy chẳng lẽ không lưu lại chút gì cho hậu nhân sao? Lục Châu hỏi. Lục Thiên Sơn xấu hổ đáp, nói ra thật xấu hổ, tổ tiên chúng ta đi theo Lục Chân Nhân, không oán không hối. Sau khi Lục Chân Nhân rời đi, tổ tiên đổi sang họ Lục, kiến tạo từ đường Lục thị. Đáng tiếc không lưu lại được một di vật nào của Lục Chân Nhân. Tâm đắc tu hành, công pháp, vũ khí đều không có, lục châu hỏi lục thiên sơn bất đắc dĩ lắc đầu nếu có thì lục gia đã không bị vương đình đẩy vào đường cùng như thế thật sự là thời gian trôi qua quá lâu những người lúc trước đi theo lục chân nhân đã qua đời từ sớm chỉ còn lại bức họa kia được tiên hiền vẽ đời đời truyền lại mà thôi lục thiên sơn nói chỉ là tuy lục phủ không có di vật nào nhưng ở thanh phong cốc có một trận pháp cổ nghe nói là do lục chân nhân để lại lục châu quả thật rất muốn đấm vào mặt lục thiên sơn và hai từ chỉ là của hắn còn có trận pháp. Lục Tiên Bối đừng hy vọng quá nhiều, trận pháp này đã được vô số tu hành giả bái phỏng, không phải là bí mật gì, cũng không có người nào thủ hộ, nay nó đã trở thành một thắng cảnh có tác dụng đo lường trình độ tu hành giả." Lục Thiên Sơn nói. Vì sao hắn vô duyên vô cớ lưu lại một trận pháp? Việc này, Lục Thiên Sơn không biết giải thích thế nào, đành nói, "Lục Tiên Bối, hay là ngài đến xem một lần sẽ biết." Nếu trận pháp có liên quan đến Lục chân nhân, Lục Châu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Biết đâu hắn có thể tìm được bí mật thiên địa ràng buộc cũng chưa biết chừng. Được, ngươi đi cùng lão phu một chuyến. Vâng, Lục Châu và Lục Thiên Sơn cùng đến phủ văn đại điện, di chuyển tới Hắc Liên Giới. Cùng lúc đó, tại Thanh Liên Giới. Trên Thanh Vân Sơn, vô số đệ tử mặc trường bào đang ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mây mù có hai thân ảnh như ẩn như hiện. Đám đệ tử chỉ nhìn thấy chứ không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Diệp Huynh, nghe nói ngươi đến bí ẩn chi địa tần chân nhân bình thản hỏi. Diệp chính đáp, đường đường là chân nhân lại cài tay mắt ở khắp nơi, không sợ bị người khác chế nhạo. Tần mỗ khinh thường làm chuyện ti tiện như vậy, tần chân nhân nói. Diệp chính mặt không đổi sắc đáp, chúng ta luận đạo, đừng nói chuyện ngoài lề. Chỉ là luận đạo thì hơi buồn tẻ. Ta nghe nói liệp đội U Linh có 40 người đều bị xúc sinh lục ngô kia chu sát. Tần chân nhân hỏi. Chân nhân cũng là người, không tránh khỏi nhiều chuyện. Bọn hắn chết không liên quan gì đến ta, liệp đội kia quanh năm hành sự mạo hiểm, toàn quân bị diệt cũng không có gì lạ. Chỉ là thú hoàng mà cần Diệp Huynh phải đích thân tới. Tần chân nhân càng bát quái càng thấy hứng thú. Song phương đều không nhìn thấy thân ảnh nhau, chỉ đứng trong mây mù trò chuyện. Kỳ thực chân nhân cũng là người, cũng rất tục khí. Thay vì ngồi trong lương đình trò chuyện, bọn hắn lại thích bay lên thật cao để thể hiện địa vị bản thân. Việc này vừa không có ý nghĩa vừa phí sức phí công. Thú hoàng lục ngô tồn tại suốt 40.000 năm, từ bao giờ lại không đáng giá một đồng như thế? Diệp Chính nhíu mày nói. Chẳng trách lại để nó chạy. Từ bao giờ ngươi lại thích xen vào việc của người khác như vậy? Tần chân nhân không giận, chỉ nhún vai nói, vậy chúng ta luận bàn hai chiêu. Hai người tới tới lui lui, bóng ảnh thoát ẩn thoát hiện trong mây mù, bất phân thắng bại. Mấy chục hiệp kết thúc, đôi bên trở về vị trí cũ. Trăm năm trôi qua, tu vi ngươi vẫn rậm chân tại chỗ. Tần chân nhân cười nói. Ngươi cũng vậy, cho nên ngươi muốn lấy mệnh cách chi tâm của lục ngô để thử một lần. Tần chân nhân hỏi. Đáng tiếc xúc sinh kia chạy quá nhanh, Diệp Chính không thèm phủ nhận. Không sợ ông trời trừng phạt ngươi sao? Diệp Chính biết ông trời trong miệng hắn là ý gì, bèn đáp, để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn rất khỏe. Ta có một đề nghị, Tần chân nhân bỗng nói. Chỉ luận đạo, không nói việc ngoài lề. Vậy đánh thêm mấy chiêu? Lần này trong tầng mây xuất hiện tinh bàn, từng đạo quang trụ bắn tung tóe khắp nơi. Một khắc đồng hồ trôi qua, quang trụ biến mất. Đám đệ tử đứng bên dưới nhìn hoa cả mắt. Tần chân nhân nói, ta biết ngươi nắm giữ manh mối về hạt giống thái hư. Diệp chính cau mày nói, lão hồ ly, đừng tưởng ta không biết, tần ra các ngươi thiết kế bao nhiêu là phù văn thông đạo đến phía đối diện, đều vì muốn chờ hạt giống thái hư xuất hiện. Ngươi cứ nhất định phải nghĩ tần mỗ bẩn thỉu hèn hạ như ngươi vậy sao? Tần mỗ luôn kiềm chế bản thân, tuân thủ quy tắc cân bằng, từ trước đến nay không hề tùy tiện đến phía đối diện. Xùi, Diệp Chính lạnh lùng nói, muốn người khác đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Tần Mạch Thương bị người ta cướp đi một mệnh cách, còn tưởng là người khác không biết. Kẻ này ngang bướng bất tuân, ta đã trừng phạt hắn. Tiểu bối tần gia phạm sai lầm chẳng lẽ cần một ngoại nhân như ngươi đến dạy dỗ. Cũng may bọn hắn đều truyền âm nhập mật, nếu để đệ tử bên dưới nghe được không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lúc này hai vị chân nhân chẳng khác nào mấy bát phụ đánh đá chửi nhau ngoài chợ. Diệp Chính tiếp tục nói, người chờ hạt giống thái hư xuất hiện không chỉ có một mình ngươi, thánh điện cũng đang chờ. Hạt giống thái hư biến mất, tìm không được, chẳng bằng chờ chúng nó tự động xuất hiện. Tu hành giả có được hạt giống thái hư chắc chắn là kẻ bất phàm. Tất cả mọi người đều đang chờ. Chỉ sợ có một số người chờ không nổi, quả chưa kịp thành thục đã vọt vào vườn tìm hái. Tần chân nhân nói, bớt có lại nhảy. Đánh đi. Trên bầu trời xuất hiện hai tòa pháp thân khổng lồ ngạo nghễ đâm xuyên tầng mây. Hắc liên giới. Lục Châu và Lục Thiên Sơn bay thẳng đến Thanh Phong cốc. Ngoài cửa động có rất nhiều người bay tới bay lui, tấp nập vô cùng. Trận pháp này không hề nguy hiểm, nhưng lại rất quỷ dị. Truyền thuyết kể rằng, Lục chân nhân đã từng nghỉ chân ở nơi này, tiện tay thiết kế một trận pháp. Lục Thiên Sơn nói, tên trận pháp là Cửu Khúc Toàn Trận, một khi bước vào trận sẽ như mê cung rất dễ khiến người đó mất đi thăng bằng. Chỉ có tu hành giả thiên giới bà sa trở lên mới đi được tới điểm cuối. Thiên giới bà sa trở lên có thể phá giải trận pháp này. Lục Châu nghi hoặc, độ khó như vậy chứng tỏ chẳng phải là đại trận gì. Không sai, chỉ cần là thiên giới bà sa trở lên sẽ đi được tới điểm cuối. Cho nên ta mới nói trận này chẳng có gì bí ẩn, sớm đã bị các đại môn phái hiểu rõ tường tận. Lục Thiên Sơn đáp, đúng là không thú vị, một chút tính khiêu chiến cũng không có vừa nói hai người vừa đi tới cửa động thanh phong cốc tựa như một sườn núi trồng rụng bậc thang đường đi dốc xuống phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy cỏ non xanh biếc có không ít tu hành giả đang bay tới bay lui quanh sườn dốc một số người tu vi yếu vừa đi chưa được mấy bước đã bị một cơn gió vô hình thổi bay tức giận đến mức hô to làm lại làm lại lục thiên sơn chỉ tay về phía bọn họ nói đó đều là đệ tử các đại môn phái đến đây rèn luyện lục châu gật đầu kia là cái gì Phần cuối sườn dốc có một cột đá cao 10 trượng, thoạt nhìn như một trụ điện cao thế trong xã hội hiện đại. Điểm cuối của trận pháp, Lục Thiên Sơn nói, có thể đi tới điểm cuối cũng được xem là nhân tài. Thật sao? Chỉ là một cách nói mà thôi, chưa chắc đã đúng. Đương nhiên đối với Lục Tiền Bối thì đây chỉ là trò trẻ con, không đáng nhắc tới. Lục Thiên Sơn xua tay nói. Lục Châu thở dài một tiếng, muốn tìm kiếm vật có liên quan đến chân nhân trong cái trận pháp gân gà này, e là không có hy vọng lục tiền bối ngài thử không lục thiên sơn chìa tay ra làm tư thế mời trận pháp giản dị như vậy rất không thú vị không thử cũng được lục châu lắc đầu nói